Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay shop mình quay lại và quay cái sản phẩm đông xuân cho cả nhà ha. Đây là một cái sản phẩm thực sự là mình bán rất là nhiều trong năm 2019 cũng như năm 2020. Và đây là hai cái sản phẩm rất là hot. Thì trước đây là cái sản phẩm đông xuân Grand Dream này, và đây là một cái sản phẩm điều trị nám cực kỳ hay. Và sản phẩm này shop của mình cũng trải nghiệm qua rồi, và thực sự là mình rất là thích cái kem này luôn, vì nó cấp ẩm cho da cũng như là làm cho da căng miệng lên rất là rõ ràng. Sau đó thì Đông Xuân tiếp tục tung ra cái sản phẩm là Đông Xuân Prestige Whitening Cream, và đây là một cái sản phẩm Đông Xuân chống lão hóa cho da. Và khi mà sản phẩm này xuất hiện thì có rất là nhiều người nhầm lẫn, cứ nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm sẽ thay thế Đông Xuân Grand Cream, nhưng mà thực sự không phải, là hai sản phẩm này đều được công ty Đông Xuân duy trì và bán song song với nhau cả nhà nha. Đát của sản phẩm vô cùng mới luôn, cho nên nếu mà đây là một cái sản phẩm thay thế thì dĩ nhiên sản phẩm này sẽ không được sản xuất nữa. Nhưng trong quá trình mình bán thì mình cập nhật thì hai sản phẩm này đều được công ty rất là ưu ái và sản xuất ra liên tục mọi người nha. Và hôm nay thì mình cập nhật cái clip này để muốn cho mọi người thấy là có một số thay đổi trên hai sản phẩm này. Một sản phẩm thì thay đổi hoàn toàn về mẫu mã cũng như là vỏ hộp từ bên ngoài đến bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy ngày xưa cái hộp này nó màu đen nha cả nhà nha, và cái hũ đựng kem nó cũng màu đen, nhưng hôm nay thì nó có màu hơi tím, một tím than rất là đẹp luôn. Còn sản phẩm Đông Xuân Grand Cream này thì nó có một sự thay đổi nhẹ ở trên cái tem của sản phẩm. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái tem này, và cái tem này nó có hình chiếc ổ khóa khi mà mọi người nhìn đó. Và khi mà chúng ta lắc nhẹ như thế này và soi xuống đèn thì chúng ta sẽ tìm được chiếc chìa khóa ẩn ở bên trong cái tem này nha cả nhà nha. Và đây là cái tem mình thấy là thực sự là rất là khó bị nhái luôn. Thực ra là trên thị trường có rất là nhiều nơi sản xuất cái hàng này bị nhái giả rồi. Tuy nhiên là cái tem mới này thì mình không rõ là đã nhái giả được chưa, nhưng mà cái đông xuân này thì bị nhái rất là nhiều, do các bạn mua hàng thực sự là trôi nổi trên thị trường và các bạn thường mua với giá cực kỳ rẻ. Mình nói thật sự luôn, có rất là nhiều người mua có vài chục ngàn hoặc 100 mấy, có người thì mua 200 mấy một hũ kem này đó. Mọi người nên tìm hiểu cực kỳ là kỹ lưỡng trước khi mà chúng ta đặt mua hàng nha. Và hôm nay thì mình cũng nói thêm về cái đông xuân này, vì có rất là nhiều người đang thắc mắc là tại sao hai sản phẩm này nó khác nhau cái gì. Thì mình xin thưa, đây là Đông Xuân Grand Cream, và cái dòng này là cái dòng đặc trị nám cực kỳ hiệu quả với cái hàm lượng kem bên trong là 70 gram. Còn đây là Đông Xuân Prestige Whitening Cream, tức là dành cho những bạn là muốn chống lão hóa cho da nữa, tức là trên da của mình có nhiều nếp nhăn, có nhiều nơi vùng da bị chảy xệ lão hóa đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đông xuân này nha mọi người nha. Và cái sản phẩm này thì có hàm lượng là 50 gram thôi. Và khi mọi người biết là đông xuân cải tiến thì dĩ nhiên cái chất lượng sản phẩm cũng như là công dụng của sản phẩm hoặc là những cái mà nó chưa hoàn thiện thì sản phẩm cải tiến sẽ được hoàn thiện hơn rất là nhiều. Do đó mà khi sản phẩm này về Việt Nam thì một số bạn ít chấp nhận, tức là họ cứ thích sử dụng sản phẩm Đông Xuân Grand Cream nhiều hơn, vì nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mới thực sự là trị nám, còn sản phẩm này thì không có trị nám. Nhưng mình xin thưa với cả nhà rằng đây là hai sản phẩm đều có khả năng trị nám nha mọi người nha. Và chúng ta hiểu theo nghĩa như thế này thì chúng ta sẽ biết được là sản phẩm có trị nám hay không, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng trị nám là phải tẩy da này nọ rồi lột nám ha. Và trong suốt quá trình bán hàng của mình thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của khách hàng luôn. Có những người khi mà sử dụng kem đông xuân này một hai hộp, sau đó thì họ cảm nhận được cái kem này rất là tốt, và họ hỏi mình rằng chị ơi, em xài em thấy là hiệu quả rồi, da của em nói chung là rất là mịn và nám cũng mờ dần rồi, có phải là em nên ngưng không? Và vì em nghe nói là dùng kem trị nám lâu ngày sẽ mỏng da, mòn da rồi bào da gì đó. Thì thực sự
mọi người yên tâm về vấn đề này nha. Tất cả những cái sản phẩm kem trị nám của Hàn Quốc đều được chiết xuất từ những cái thành phần thiên nhiên và rất là tốt cho da của mình. Tức là nó có khả năng nuôi dưỡng da của chúng ta chứ không phải là bào mòn da, tẩy da như một số người vẫn nghĩ về những cái kem tẩy nám da, mà cái kem mà mình nghĩ rằng nó không có thương hiệu, hoặc là những cái kem mà trôi nổi trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm có chứa chất corticoid ở trong đó, thì mọi người nên cẩn thận vì những cái chất này thì khi mọi người xài vô lâu dài á, da của các bạn sẽ ngày càng mỏng đi và nổi mao mạch rất là nhiều, tức là những cái gân máu đỏ li ti ở trên da đó, và da của chúng ta sẽ rất là mỏng, thì khi chúng ta đi ra đường về da của chúng ta sẽ đỏ bừng 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 như là chúng ta bị cháy nắng á. Thì mọi người cẩn thận những cái sản phẩm đó. Đó là những cái sản phẩm nó mới có chất bào mòn tẩy da, và thực sự là khi mà nó điều trị nám của những cái sản phẩm đó thì nó thường là lột cái lớp da của chúng ta ở bên ngoài và không hề phục hồi da của chúng ta từ bên trong. Vì vậy da của chúng ta sẽ ngày càng mỏng và lộ những cái gân máu đỏ li ti đó, thì những cái sản phẩm đó rất là nguy hiểm và mọi người nên ngưng sử dụng. Còn đây là những cái sản phẩm thực sự là được chiết xuất từ những cái thành phần cực kỳ là an toàn cho da, và khi mà chúng ta sử dụng càng lâu dài thì da của chúng ta sẽ ngày càng đẹp, như cái việc là chúng ta uống sữa mỗi ngày vậy đó. Tức là sữa là một cái thành phần rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, và khi chúng ta uống nhiều thì cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh và được chăm sóc đầy đủ, chứ không hề có chuyện là ngày càng bị sa sút hoặc là bị vấn đề về các bệnh này bệnh nọ. Vì sữa là một cái sản phẩm rất là an toàn cho da, thì tất cả những cái sản phẩm từ Hàn Quốc thì mọi người yên tâm nha. Và khi một cái sản phẩm được tung ra ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp thì mọi người yên tâm là nó đã được trải qua rất là nhiều chứng chỉ, cũng như là qua rất là nhiều cái công đoạn về xét nghiệm để nó có thể trở thành một cái sản phẩm nổi tiếng tại đất nước của nó. Thì khi mà Việt Nam mình đưa về thì mọi người phải hiểu rằng thực sự rất hiệu quả trên đất nước của Hàn Quốc rồi, thì Việt Nam mình mới nhập về để bán. Do đó mọi người yên tâm về khoản này nha. Nếu mà các bạn mua được hàng chính hãng xịn sò thì mọi người cứ vô tư sử dụng đi ạ. Không bao giờ bị vấn đề gì đâu. Ngay cả bản thân của mình sử dụng kem Hàn Quốc phải nói là 5-6 năm nay rồi, và da của mình phải nói là cực kỳ ok, không hề có một chút gì gọi là bào mỏng, mòn da một tí xíu nào đâu mọi người nha. Và mình sẽ mở cái hộp kem đông sung này ra để cho mọi người có thể nhìn thấy chất kem một lần nữa nha. Và cái hộp kem này ngày xưa nó màu đen nha mọi người nha, và mẫu mới cập nhật nhất sau Tết nó có một cái màu tím rất là đẹp, tím ánh tha đó mọi người có thể nhìn thấy đây. Mình cầm lên và quay cho cả nhà nè. Và cái cầm cái hộp kem nhìn rất là sang chảnh, rất là đẹp luôn. Thực sự là mình nhìn rất là thích. Đây là một cái sản phẩm chính hãng, do đó mọi người có thể thấy là từng cái đường nét in ở trên hũ thì thực sự là rất là sắc sảo và rất là kỹ lưỡng cũng như là đẹp ha. Và đây là cái hũ bên ngoài. Và cái tem này là cái tem mới nhất được cập nhật luôn mọi người ha. Ở trên đó nó có cái hình cái ổ khóa đó mọi người, khi chúng ta lắp và chúng ta soi dưới đèn để chúng ta tìm cái chìa khóa ở bên trong nha. Còn đây là chiếc muỗng hút kem, còn đây là hộp kem ha. Mình sẽ mở thử cái chất kem này cho mọi người xem. Dạ. Đây là chất kem, ở bên trong kem đông sung cream cream là thế này mọi người ha. Rất là mỏng nhẹ và thoa lên như là sữa vậy. Xài rất là thích mọi người à. Mình đã trải nghiệm sản phẩm này rồi, mặc dù mình không hề bị nám đâu mọi người. Đó, cho nên có một số khách hàng khi mà đến với mình cứ nói rằng da em không có bị nám cho nên em có thể sử dụng đông sung không. Thực sự là vô tư luôn, mọi người hãy hiểu như thế này nha. Da nám là những cái làn da là thực sự gọi là bị lão hóa đó. Và khi da nám thì mọi người thấy trên da của chúng ta sẽ xuất hiện một cái vệt, nó trở thành sẫm màu và cái vùng da của đó nó rất là khô. Mọi người rờ lên nó cảm giác là rất là khô, cứng cứng so với những cái vùng da khác. Vì vậy mọi người thấy là nếu mà chúng ta sử dụng cái kem bình thường, tức là không phải là cái kem đặc trị về nám, thì cái độ thẩm thấu của kem đó vào những cái chỗ mà bị nám nó sẽ rất là khó. Do đó mà người ta phân biệt kem trị nám và kem bình thường ở chỗ đó mọi người à. Tức là những cái dòng kem trị nám nó sẽ đi sâu vào da của chúng ta rất là hiệu quả so với những cái dòng kem bình thường. Vì vậy mà khi mọi người không bị nám mà chúng ta sử dụng những cái dòng kem này thì mình thấy là thực sự là rất là tốt, chứ không hề có cái chuyện là da không bị nám thì sử dụng những cái này nó sẽ mỏng da, bào da,
tại vì nó là tẩy nám. Mọi người hiểu sai hoàn toàn vấn đề đó nha. Và trong quá trình mình bán thì mình nói chung là thực sự là gặp rất là nhiều những cái câu hỏi của những cái bạn là hay nói là kem trị nám là tẩy nám. Mình hiểu cái chữ tẩy nám nó sai vô cùng, sai hoàn toàn. Và những cái dòng kem này là những cái dòng kem mình nói rồi, được chiết xuất từ những cái thành phần thiên nhiên và cô đặc, tức là rất là tốt cho da luôn. Vì vậy nó sẽ thẩm thấu vào những cái vùng da nám để nó có thể phá được cái kết cấu nám đó, để giúp cho da của chúng ta từ từ dần dần chuyển biến thành những cái vùng da đẹp hơn và có cái độ săn chắc hơn, cũng như là nó sẽ làm tái tạo da cho chúng ta ở những cái vùng da đó, chứ không phải là lột tẩy nha. Mọi người hiểu sai vấn đề thì mọi người sẽ nghĩ rằng những cái kem nám là cái kem vô cùng ghê sợ, thì không phải đâu mọi người ha. Và đây là cái kem Dong Sum Critic Whitening Cream. Và cái dòng kem này xin thưa là nó cũng điều trị được nám, chứ không phải là không điều trị được. Và mình sẽ mở cái nắp ra cho mọi người. Các bạn đợi mình tí xíu. Đây. Đây là hũ kem ở bên trong cái kem chống lão hóa đó. Và mọi người có thể thấy chất kem của cái Dong Sum Critic Whitening Cream này nó cũng khá là giống so với kem Dong Sum Cream Cream mình nói rồi. Và đây là cái sản phẩm cải tiến hơn so với Dong Sum Cream Cream. Và cái hũ kem này thì 50g ha, ít hơn cái hũ kia 20g. Và đây là một cái sản phẩm cải tiến, thì mọi người biết là cải tiến tức là nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ thêm những cái thành phần mà kem trước đây không có, thì bây giờ nó sẽ cải tiến thêm một số cái thành phần khác ở trong cái kem này nữa. Vì vậy mà chúng ta có thể trải nghiệm hai sản phẩm này luôn, xem chúng ta thích cái sản phẩm nào hơn thì chúng ta sử dụng nha mọi người nha. Chứ không phải là bị nám thì sử dụng cái này, không bị nám thì sử dụng cái này, không phải ạ. Và như mình vừa giải thích cho mọi người thì thật sự là da không bị nám cũng sử dụng những cái sản phẩm Dong Sum này vô tư luôn mọi người à, không có vấn đề gì cả. Và cái hũ kem thật sự là rất là xịn sò, rất là đẹp. Trước đây mình đã quay về cái sản phẩm này rồi nha cả nhà nha, và mình đã up lên rất là nhiều clip luôn. Tuy nhiên là hôm nay nó đổi mẫu mã cũng như là màu sắc về hũ kem, do đó mình mới quay lại một lần nữa cho mọi người thôi ha. Và cái kem trị nám Dong Sum này được sản xuất bằng những nguyên liệu thảo dược thiên nhiên. Đây là kem được gọi là kem đông y nha cả nhà. Và trước giờ mọi người thấy là đông y là những cái thành phần về thảo dược cực kỳ tốt cho da luôn, và được chiết xuất từ những cái công nghệ tiên tiến, thì mọi người yên tâm là chất lượng của sản phẩm sẽ rất là an toàn, và khi mà đưa vào da của chúng ta thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta cải thiện rất là hiệu quả trong quá trình chúng ta điều trị nám nha. Và trên sản phẩm của Dong Sum Cream Cream thì có dán tem của Dong Sum, còn trên sản phẩm của Critic Whitening Cream thì không có mọi người nha. Đây là một cái sản phẩm mà trước giờ đã không có cái tem của Dong Sum dán lên rồi, nhưng hai sản phẩm này được bán song song với nhau mọi người ha. Và bên shop mình trước giờ đều bán hàng chính hãng cả, cho nên mọi người yên tâm khi mua sản phẩm của bên mình. Cam kết với mọi người rằng sản phẩm của bên mình hàng chính hãng từ Hàn Quốc về, không có chuyện là mình tráo hàng, đổi hàng hay là trà trộn hàng, nhái hàng fake vào đây luôn ha mọi người ha. Và mình đã bán cái sản phẩm này 2-3 năm nay rồi, từ ngày là cái Dong Sum này xuất hiện trên thị trường, và sau đó là thêm cái Dong Sum này thì mình đã bán rất là nhiều luôn. Và cái bộ sản phẩm nó có cả nước hoa hồng cũng như là serum, và mình đã có những cái clip để quay về combo cho mọi người đó. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những cái clip khác của Hoàng Yến Store thì các bạn subscribe cũng như là nhấn theo dõi kênh bán hàng của mình nha, để có những cái clip mới nhất thì nó sẽ báo cho mọi người biết, để chúng ta vào cập nhật những cái sản phẩm mới cũng như là hot trong quá trình các bạn chăm sóc da của mình nha. Còn thắc mắc cũng như là tìm hiểu về sản phẩm cũng như là giá thành của sản phẩm như thế nào, các bạn có thể add Zalo của mình theo hai số điện thoại như thế này để các bạn vào Zalo của mình theo dõi thêm nha. Rồi có gì mình sẽ báo giá ở bên Zalo cho mọi người luôn ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, xin hẹn cả nhà vào một cái clip sau ạ. Xin chào mọi người.